Ngon quá. Ngon ngon ngon. Thì người ta làm cái cuốn kỳ công luôn. Này, như cái cuốn thật luôn. Ngô 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 nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Trời hôm nay hơi lạnh lạnh. Nhưng mà chị mua ngô, nhưng mà chị có đi chợ đâu mà mua ngô. Xuống siêu thị này, vào siêu thị mình bán đầy ngô. Đây cho em cái này đẹp. Cái này của chị nó hơi bị méo thịt sao? Lạnh như chị. Ngô mà ngô mới luộc xong lấy đâu ra mà ngô lạnh. Chị này. Cái gì? Đây là kem đúng không? Làm gì có cái kem nào mà kem hình cái ngô, đây là ngô luộc đấy. Em thật là thông minh luôn. Chị cứ nghĩ là em không biết cơ. Nhưng mà em nhìn này, cái ngô của chị không nói, nhưng cái ngô của em, ai bảo đây là cái kem không? Nhưng mà một cái ngô luôn, làm cũng hạt cũng lá đàng hoàng. Chị hôm trước đi xuống siêu thị mua thấy có rồi. Úi trời ơi, hôm nay có kem ngô. Nên là mua về cho em đấy. Cái này chắc là do người ta vận chuyển nên nó hơi bị méo mó một tí, nhưng vẫn ngon, vẫn ra hình cái ngô luôn. Ăn thử. Em nhìn này, nhìn cái vỏ là ngô luôn. Ngon không? Thơm mùi ngô nha. Nè, thơm mùi ngô. Em ăn cái vỏ trước, cái vỏ này ốc quế. Ốc quế? Này mình mới được ăn kem cá thôi. Lần đầu tiên được nhìn thấy kem ngô là chị giật mình luôn. Chứ chị không nghĩ là nó có hình cái ngô như là luôn. Hóa ra một cái kem trời. Người ta làm công phu nhỉ. Ngọt. Mà người em đọc sách gì đấy? Một cái kem này nó không bị lạnh mấy, đúng không? Ngon quá. Ngon. Cho em cảm nhận thế nào? Trời, ăn ngô ngang hả? Cảm nhận ngô như nào? Ngô của chị thế nào? Ngô của chị như nào? Không tả được. Thế sao nó không tả được? Ăn ngô như ngô nó có mùi thơm hay không? Cái vị của ngô nó thế nào? Cái vị của ngô nó hơi lạnh lạnh. Tắt điện 15 giây. Cái vị của ngô nó lạnh lạnh mọi người ơi. Bởi vì ngô này lạnh á. Ngô này lạnh nhưng mà không thể tả nó vị như thế lạnh được. Rồi, chị sẽ ốp miếng lá này của em vào. Chị ăn nốt. Thì người ta làm cái cuốn kỳ công luôn. Rồi, như cái cuốn thật luôn. Chị không ngờ là có một cái loại kem mà nó hay ho quả nho như này. Ngọt quá. Này, mà học xong bài chưa đấy, dạo này bọn em phải học online ấy. Có nhiều bài không? Học xong rồi. Học xong rồi à? Học online thích không? Đúng á. Gặp lại các bạn đúng không? Rồi. Úi giời. À, thôi, ngồi ăn đi chứ xong đọc sách nhá. Chị đi vào nhà chuẩn bị nấu cơm. Bây giờ nấu cơm rồi, nhá. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe.